Dạ, con xin mến chào và kính chúc sức khỏe đến toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh bonsai đồng tính miền Tây nha. Thì ngày hôm nay cũng có đến địa điểm vườn kiến rất là quen thuộc ở trên kênh là vườn của anh Tiến ở vườn Lê Dung tỉnh Đồng Tháp nha quý cô chú. Thì ngày hôm nay anh Tiến cũng có một số mặt hàng phôi và cây bonsai hình thẩm để giao lưu với cô chú anh chị mình, đặc biệt là có cây cần thăng cẩm thạch nha, và hoa chinh nữ nó đang ra bông nha quý cô chú, rất là đẹp. Thì để biết thêm thông tin chi tiết rõ ràng hơn thì mời quý cô chú anh chị mình gặp chủ vườn nha. Rồi, chào Tiến Tiến ơi. Dạ, con chào cô chú trên kênh bonsai lục tỉnh miền Tây ha. Thì hôm nay con trở lại kênh cũng khá là lâu rồi, con mới quay trở lại kênh tại lý do con có chút việc công việc gia đình đó. Thì hôm nay con trở lại kênh cũng rất mong được sự ủng hộ của chú mình ha. Thì số điện thoại giao lưu của con là 0343 506 373 đó, đó cũng là số Zalo nha chú. Thì cái số điện thoại con có để trên tiêu đề nha cô chú. Thì hôm nay con về một số mặt hàng như là hoa chinh nữ, linh sam, siêu bông, sam song hinh lá chung, rồi cần thăng ghép cẩm thạch, với lại mà một số hoa mai chiếu thủy để cho cô chú mình mua về nuôi lại ha, rồi với lại một phôi mai vàng, với lại một phôi mai tứ quý, một cái cụm tứ quý khá là hay nha cô chú. Thì không để cô chú mình chờ đợi lâu hơn, con xin phép cô chú con vô cây mã số 1. Mã số 1 là một cây hoa chinh nữ dáng đổ cô chú ơi. Cô chú thấy cái phơm tàn nó rất là đẹp nha. Cái phơm tàn nó khá là đẹp cô chú ơi. Tại vì cái loại loại này thì mình cứ nhúc nhích là cái lá nó sẽ tớp lại nha, nên con cố gắng con để cho cô chú mình nhìn cái phía phía những cái phía mà nó mở lá nè. Đây, cái tàn bình thường của nó, còn đây là con mình chạm vào nó khép cái lá nó lại cô chú. Đây một cây hoa chinh nữ. Thì cái cây này thì con cũng hình dung thôi, con hình dung thôi, nó bằng cái cây huyết bút lông đây, cái thân của nó bằng cái cây huyết bút lông đây nha. Đây, nó hình dung nó chỉ bằng cái cây đó thôi. Nó chỉ như thế thôi là nó cũng khá là to rồi đó con cô chú. Thì tán ngang của nó là được 52 cô chú ơi. Chiều cao là nó được 22. Cái cần đổ nó tới đỉnh á, là nó khoảng 35 á cô chú. Cây đang hoa nha, cây đang có hoa nha. Đây, cây đang hoa khá là nhiều. Cái bông nó rất là Đây đẹp là luôn những á. cái này là nó sẽ nở hoa đó nghe cô chú. Đây là búp đó, búp 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 nhị hoa đó nha. Là nó gọi là cái nụ á chú, cái nụ non á cô chú, sắp sửa nở hoa đó, nó sắp nở hoa khá là nhiều. Thì cây mắc cỡ mã số 1 thì con xin giao lưu với cô chú mình là giá 600k nha, con bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. 600k bao ship toàn quốc trong keo cỡ. Rồi mã số 2 cũng là một cây mắc cỡ luôn cô chú ơi, nó cũng có cái dáng đổ nha cô chú. Cây này thì cái phơm tàn nó cũng khá là đẹp nha. Nó hơi 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 gối là lý do là con nuôi cái chòi này nè, nó ra nó tốt quá, nó ra nó hơi dài đó, nhìn nó hơi gối, nhưng mà mình nhìn bên ngoài mình thấy nó đẹp lắm cô chú ơi, cô chú mình cứ yên tâm ha. Cây này đây thì bông rất là nhiều luôn với cô chú, đây gốc nó thì rất là to. đây thì cái hoành ở vị trí này nó cũng khá là to cô chú, này cũng khá là to không bé đâu. Những cái cây to thế này thì nó khó tìm, tại vì nó mọc dại cũng nhiều lắm, nhưng mà để mà kiếm những cái gốc mà nó vô cái dáng kiển, tức dáng kiển thì không có nhiều đâu. Tổng tàn nó là được 60 cô chú, khá là lớn ha. Chiều cao nó cũng là 20 thôi. Cần đổ lên 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 tới đỉnh nó là khoảng 39 đó cô chú, khá là lớn nha. Đây nó đang cho hoa sum xê luôn. Mã số 2 này con cũng xin giao lưu với cô chú mình là giá 600 luôn nha. Con cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Cô chú mình mà nếu mà yêu thích chốt cặp á, thì con sẽ giảm giá tiền ship cho mình nha. Cô chú mình cứ việc yên tâm nha. Con sẽ cố gắng con giảm giá ship cho mình. Mã số 3 tiếng nha. Mã số 3. Mã số 3 là cây trang trang vàng. Cây rất là già luôn với cô chú. Cây trang vàng nó đang nằm trong một cái chậu gốm này khá là đẹp nè cô chú.
cũ thì nó khá là lớn nha, có cái nó có cái gọng cây khá đẹp nha, đây cái gọng này. Cây khá đẹp, cũ này già rồi, này thì nó con đang mà trong con đang cái này nó bị nó khô khô đó, mình đang tưới, con đang tưới, mình tưới là nó ra đọt nha, không phải không có gì đâu nha. Đây chồi nó, chồi non, búp non nó đâm rất là mạnh. Những cái dòng mà khai thác thì cô chú mình yên tâm đi, trời nó cây nó rất là khỏe, cô chú mình không có sợ đâu. Mình cắt nước mình lấy hoa đó cô chú, hoành ở vị trí này là nó 10 được 18 cô chú ơi, bệ đế nó 44 cô chú ơi, bệ đế khá lớn ha, tổng tán nó được 35, chiều cao nó 20 thôi. Thì cây trang vàng mã số 3 này cũng xin giao lưu với cô chú là giá 6.650, còn bao ship toàn quốc nha, con ship luôn chậu đi cô chú. Đây cô chú nhìn con điểm xương xương ở trên đây, điểm xương xương ở trên đây mà nó đang búp đây, nó ra nó dày tàn mà nó đẹp nha. Trang dòng trang khai thác cô chú mình yên tâm đi ha. Rồi tiếp tục mã số 4 là một cây cam cà gót cho cô chú ơi, cam cà gót nha, cây phẩm tàng ấm bệnh hết rồi quý cô chú ơi. Một cây cam cà gót, cây này là con điểm cho cô chú như thế này rồi, con điểm một nước dây đầu tiên rồi, thì cô chú mình về cứ việc phơm mình chơi nha. Cây đó có đang con vừa mới cắt lọt xong nữa, cây đang bút đọt khá là nhiều nữa. Cái này cô chú nhìn cái củ đế này, củ đế khá là lớn nha, củ đế lớn lắm đây. Hoành ở vị trí cái hoành với vị trí này nó 28 cô chú ơi, củ đế khá là đo thôi, con hồi nữa con đo cái mặt chậu của chú mình dễ hình dung nha. Tại dòng tán ngang nó là 34, chiều cao được 23, thì cây trang cam cà gót mã số 4 này cũng xin giao lưu với cô chú mình là giá 500 nha, con ba ship toàn quốc nha cô chú. Thì cái dòng trang này thì nếu mà mình nuôi tàn là mình trồng nó lấp lấp đế nó một chút cho nó ấm cây nha, nó mau phát triển tàn nha. Phía trên này cô chú nhìn đây, tàn nó rất là ấm mịn, cốt nào cốt nấy to to mà mập cây á. Rồi tiếp tục là một cây trang đỏ nữa cô chú ơi, cây đang cho bông luôn với cô chú, mã số 5 luôn nha. Mã số 5 là một cây trang đỏ luôn, cây này đang đâm chồi đâm tược xung xê luôn, rất là mạnh. Bệ đế thì đều go hết nha cô chú, đây bệ đế thì đều hết luôn. Rồi quanh đó, quanh ở vị trí này nó cũng 28 luôn cô chú ơi, chiều tán ngang nó 33, chiều cao đó là được 25 cô chú. Thì cây trang đỏ mã số 5 này con xin giao lưu với cô chú mình là giá 500 luôn nha, con bao ship toàn quốc luôn nha cô chú, con ưu tiên chốt cặp nha, tại vì cái cây này với cái cây trang cam mã số 4 đó nó cũng là ná nhau cô chú. Đây phơm tàn của chú thấy không, tròn xe ấm mịn. Rồi mã số 6 là một cây linh sam cô chú ơi, song hình lá chung, cây rất là già cây cô chú ơi, nó lên nó u nặng hết rồi cô chú, quá trình già cây này dữ lắm, nó già rồi, cây này nó muốn thành cái cây này là kiển cổ cô chú ơi, thành kiển cổ luôn rồi, khá là cây này những cái cây dòng chơi chép ép chậu này nó già thôi chứ nó độ lớn nó không có lớn nha. Rồi hoành ở vị trí này là nó được 19 nè cô chú, cái bệ đế nó hơi khó đo nè, con hạo hạo cho cô chú mình dễ hình dung thôi, là nó được 44 nè. Tổng tán ngang nó được 46, chiều cao là được 35 thôi, chiều cao là con tính ngang đây nha cô chú, cái tượng này không có tính nha, tính ngang đây thôi là 35 nè. Thì cây mà sam song hình lá chung mã số 6 này con xin giao lưu với cô chú mình là 750 nha, con bao ship bao chậu luôn cô chú ơi,
ship bao chậu luôn. Thì cái này nó nằm trong cái cây này, nằm cái chậu này khá là lâu rồi, là cái này cũng đang vô phân cho mình nha, cũng đang vô thêm phân nha, cho cây nó tốt lại cô chú. Thì mà cái cây nuôi chậu lúc nào cũng vậy thôi, thời gian mình cũng phải thay phân cho nó mà nó tốt cái cây á cô chú. Rồi tiếp tục mã số 7 là một cây sam siêu bông của chú ơi, loại này loại siêu bông nha. Phơm tàn ấm mịn hết rồi, phơm tàn ấm mịn. Đây là bông nó đang búp khá là nhiều của chú, đây búp khá là nhiều. Đây, những cái chồi này nó đang sắp ra hoa nè, đây chuẩn bị ôm nụ. Cái cây này nó có cái gọng cây khá là hay ha, gọng cây khá là đẹp. Hoành ở vị trí này là nó được 17 cô chú ơi. Cái bệ đế còn hào hào thôi nha, chứ con những cái dòng mình nuôi cây nuôi tàn mình là hay con hay lắp đế để cho nó cây nó ấm nó mà phát triển cô chú. Bệ đế là được 39 nha. Tán ngang nó là 45. Chiều cao nó được 32 cô chú. Thì cây sam siêu bông mã số 7 này con xin giao lưu với cô chú mình là giá 500 nha, con bao ship toàn quốc luôn nha cô chú, giá cực kỳ mềm mại cô chú ơi, 500k một cây sam. Đây cái nó có dáng khá độc đáo ha, nó như là một con thú đang nằm như một con ếch luôn ha, nằm như một con mình. Rồi tiếp tục mã số 8 là một cây sam song hình lá chung của chú ơi, có cái dáng song thụ khá là đẹp nha cô chú. Cây liền lạc cây nha, đang lên gông lên ghiêu nè, đây lên gông lên ghiêu chắc là già cây luôn đó cô chú. Cây này đang có dáng cái cây này nằm cái chậu này cũng khá là lâu, chậu này lâu lắm rồi, chậu gớm mà giờ nó bay màu hết trơn. Cái này cũng thuộc dòng kiển cổ nha cô chú. Thì lấy con đo ha, con đo mà cho cô chú mình dễ hình dung nha, hai cái cặp song thụ luôn nha, đo tổng hoành của cặp có hai cái cần cái song thụ này là nó được 27 cô chú. Này phía dưới cái củ này chỗ này thì nó được là 38. Rồi nói xuống chút nữa thì nó được là 46. Đo một cái nhánh riêng nó đi, nhánh lớn lớn nè là được 17 nha. Rồi tán ngang thì nó được là 57, khá lớn ha. Chiều cao thì được là 49. Thì cây sam song hình lá chung này con xin giao lưu với cô chú là 1,3 triệu nha, 1,3 triệu con bao ship nha, con bao luôn chậu nha cô chú, ship luôn chậu cô chú ơi, nguyên một combo 1,3 triệu, 1,3 triệu cho một cây sam song hình lá chung có dáng song thụ khá đẹp. 1,3 triệu là giá quá mềm mại cô chú ơi, tính tiền nó tính nợ mình tính tổng cái thời gian mình nuôi á cô chú, cũng dư nữa nha. Rồi tiếp tục mã số 9 cây sát rất là khủng luôn cô chú. Mã số 9 cũng là một cây sam song hình lá chung nha cô chú, cây có sát, cây gốc khá là lớn nha. Đây, hai tay cũng ôm vô mấy giáp nè cô chú, nằm trong một cái chậu gốm nha, cái chậu này giả chậu giả đá vậy nè ha, giả đá. Vành ở vị trí này là nó được 32 cô chú. Con nói xuống chút thì được là trà khá lớn ha, được 62 cô chú. Tổng phân tán thì nó được 54, chiều cao được 42. Thì cây linh sam là song hình lá chung mã số 9 này con xin giao lưu với cô chú là giá 1,5 triệu nha.
Ông bao ship toàn quốc nha, ship luôn chậu nha cô chú. Cái cây này khá là nặng cô chú ơi, cây này khá là nặng nên tiền ship nó cũng khá là cao á. 1,5 triệu một cây sai linh sam này nó không có cao đâu cô chú ơi, cây quá bự. Rồi tiếp tới số 10 là một cây cần thăng cẩm thạch nha cô chú. Cần thăng cẩm thạch, cái cây này có nó có cái gọng khá là quái ha. Cái cây này mà cô cho cô con để nguyên thủy vậy nè, con ship cho cô chú mình đấy, thì nếu mà cô chú mình về mà dạng như muốn lấy cái giống của nó, thì muốn lấy bo để mình ghép cây khác thì vẫn ok nha. Cái cây này nó dư bo rồi, còn nếu mà cô chú mà có tay nghề, cô chú mình điểm vào điểm dây vào thì nó cái cây nó lên tăng giá trị lên nha. Thì đây cái bệ đế này nó như một cái bệt ha, chỗ này nó có cái bệt khá là đẹp nha. Cái này là phía mặt tiền nha cô chú, nếu mà cô chú chỉnh sửa đó, cái này mình lấy cái này phía mặt tiền nha. Cái này mặt hậu nha, mặt hậu nó cũng thua kém như mặt tiền đâu, cũng quái đều hết à. Hoành ở vị trí này là nó 12 con tính cô chú, 11 cm nha cô chú, trừ hao đi ha. Rồi hoành nguyên cái bệt này nè, cái bệt này thì được 34 nha. Cái bệt con tính dòng ở vị trí này thôi nha, ở dưới này nó còn nữa nha, mà con chưa dám khai thác nha, tại vì nó mới mà kiểu như mình nó đang quá trình phát triển đó, nếu mình khai thác quá thì nó ảnh hưởng cái cây mình đó. Tổng phôm tán nó được là 54, chiều cao thì con tính là ngang phôi với thôi nha, chiều cao khoảng tầm 27 của chú ơi, 27. Cây cần thăng ghép cẩm thạch này mã số 10 này con xin giao lưu với cô chú mình là giá 700k nha, con ba ship toàn quốc nha cô chú, 700k. Cây khá là hay cô chú ơi, có một cái bệt khá là quái nha. Cái mắt ghép này cô chú thấy không, nó liền lạc hết rồi nha, nó liền lạc là con chắc chắn dính 100% rồi con mới đem giao lưu với cô chú mình nha, chứ không phải mà nó mới có non non là con đem con giao lưu đâu. Thì đây tiếp tục là cũng là một cây cẩm thạch, cây này có cái gọng cây khá là quái ha, đây giống như một con rắn đang quấn lấy cục mồi của chú. Khá là hay ha, rất là hay luôn cô chú. Cây này nó được cái thân thì nó, cái củ thì nó không to mấy nhưng mà được nó quái cô chú ơi, quái khá là quái. Hoành ở vị trí này là nó được 10 cm cô chú ơi, 10 cm thôi. Củ này thì nó được là chỗ này, vị trí này 27 nè, chỗ vị trí cái củ này. Còn cái bạch đế dưới thì cũng được 27 rồi, khá là đều nha. Tán ngang thì được là 44, chiều cao được là khoảng 20 thôi. Thì cây mà cần thăng cẩm thạch mã số 11 này con xin giao lưu cô chú mình cũng giá 700 luôn nha, con cũng ba ship toàn quốc luôn nha. Thì cái này là tại vì con chưa lấy đỉnh lại, mình chưa có vô dây mình lấy đỉnh đó cô chú mình, nếu mình lấy đỉnh nó còn cao hơn nha. Thì con đo cái mặt bằng này thôi, cái cây này thì mình cũng vô dây được rồi đó cô chú. Rồi tiếp tục, cây này khá nặng ha. Mã số 12. 12 là một cây chú thủy da đen lá lớn nha cô chú. Cây này một cái bệt này nó liền bệt nha, liền khối nha. Đây cái bệt này nó liền khối. Đấy, cái bệt này nó liền khối. Còn cái phần này nè cô chú. Đây, cái phần này thì nó sành nha. Cái này là nó chốc nhựa da thôi, cái da chết đó cô chú. Đây. Nó chốc cái da chết thôi chứ còn nó cũng liền khối nha cô chú. Tược nó vẫn lên đều ha. Tược nó vẫn lên mạnh, cây vẫn sống khỏe. Đấy. Cái dòng này nó, cái dòng chú thủy này nó rất là mạnh cô chú ơi. Con về con nuôi cho nó mà đâm tược đây. Đây là một số tược con mới cắt đây. Số tược mới cắt, còn đây là nó búp lên đây. Cây này mạnh lắm, cô chú mình yên tâm nha. Một bệt đây nó gom, nó muốn gom lên đây. Thì khá là hay ha.
đo ba nhiều vị trí cho cô chú mình dễ hình dung nha. Đây, hoành ở cái hoành ở vị trí này nó được 39 nha. Này thì rồi. Cái hoành ở vị trí này á, thì nó được là 82 cô chú. Cái độ giót cây nó là chỉ có là 25 thôi. Con đo để con đo bán kính mặt bầu đi cô chú, mình có chốt về thì nó dễ mà mình mua chậu ha. Rồi chậu là 50 cô chú ơi. Cái chiều ngang của cái mặt bầu là bán kính mặt bầu á cô chú là nó 50 nha. 50 thì cô chú mình mua chậu 55 là ép là ok lắm á nha. Rồi cái phôi chi thủy lá lớn mã số 12 này con xin giao lưu với cô chú mình là giá 1,4 triệu nha. 1,4 triệu, 1,4 triệu cô chú ơi, tại vì ảnh ghi con đây con không thấy rõ nên con hỏi lại ha. 1,4 triệu, 1,4 triệu con bao ship cô chú ơi, cây này khá nặng á nha. Ảnh ghi đây con không rõ mà con phải hỏi ảnh nữa cô chú. Tiếp tục mã số 13 là một cây mai chú thủy nữa cô chú ơi, một cây tâm cao rất là đẹp với cô chú ơi. 13 cây này cũng gọi là cây khủng cô chú ơi. Cây này cũng khá là hay ha cô chú, cũng khá là đẹp nha. Cái bệt này nè, cái bệt này với cái bệt này nó liền nha cô chú, cái bệt này nó liền nha. Cái bệt cũng như mẫu tử ha. Ừ, cái bệt này nó liền nhau khá là hay ha. Đây là ôm con rồi ôm cháu gì tùm lum luôn nha nè. Nguyên dòng họ gom lại luôn. Rồi hoành ở vị trí này là nó 41 cô chú ơi. Này con đo cái chìa tán nghe chiều ngang này đi. Chiều ngang được 45. Nếu 45 mua chậu 50 là ok nha, đẹp nha. Rồi con đo là đại với hoành trên này đi cô chú mình dễ hình dung nha. Cái trên này 24 cô chú ơi. Đo chạc xuống nguyên cả mà kiểu là nguyên một cụm này đi nha. Chạc xuống đây được 87 cô chú, khá là lớn ha. Rồi mã số 10 chiếu thủy này là chiếu thủy da đen lá lớn nha cô chú, da đen lá lớn nha. Thì mã số 13 này con xin giao lưu với cô chú mình là giá 1,6 triệu luôn nha, con bao ship cho cô chú mình nha. 1,6 triệu cô chú ơi. Một cái phôi dáng khá là lớn mà nó có 1,6 triệu thôi, cũng mềm cô chú, không có cao mấy đâu cô chú ơi, nặng thật sự. Rồi tiếp tục mã số 14, mã số 14 là một cây chiếu thủy da đen lá lớn luôn, cây rất là già luôn cô chú. Cây nào cây nấy nó già còng già ngắt luôn. Cây này thì nó nằm nó lết lết như một thú cô chú, nằm lết lết có dáng lết lết như một thú luôn. Khá là hay nha. Phía này thì nó giống thú nha, phía này thì nó lại là một cái liền nguyên một cái bệt ha, nguyên một khối nạc ha, nguyên một bệt nạc là như cái như cái mẫu tử nha, giống như tử vậy chú, khá là hay nha. Phía này cái cây này như phía nào là mặt tiền cũng được cô chú ơi, phía nào mặt tiền cũng hay chứ. Cây thì già luôn hết nè, đây lên mà gông ghêu hết nè. Con để con đo và nhiều cái vị trí cho cô chú dễ hình dung nè. Đây hoành ở vị trí này nó 44 nè. Đo hết cái này á thì nó được là 68 nè. Chiều cao á thì nó được 52 nè. Hình như hai cái góc kia nãy mình chưa đo chiều cao á. Có gì nữa cô chú muốn chốt thì con sẽ đo chiều cao lại cho cô chú mình xem ha. Đây. Cái cây mà cây chiếu thủy mã số 14 này con xin giao lưu với cô chú mình giá khá là mềm mại cô chú ơi, 1,1 triệu thôi, 1,1 triệu con bao ship luôn nha. 1,1 triệu cây gì mà cây khủng khủng không mà giá mềm mềm không cô chú ơi, không còn đường nào để tả nổi đâu. Những cây phôi thì giá trị nó chỉ vậy thôi, còn cô chú mình về nuôi nó còn giá trị của cây nó được tăng lên nha,
cô chú có tay nghề. Mã số 15 tính ha. Mã số 15. 15 là một cái cụm mai tứ quý của chú ơi. Đây. Một cái bệt luôn. Đây là những cái trò đọt nó chỉa lên này. Chỉa lên. Đây. Cái này mình quay mình để là cây sống khỏe rồi ha, chứ nếu như mà khách chốt mình cũng cắt mình nhấp hết để mình đóng hàng gửi đi ha. Đúng rồi, cái này thì nói chung là hàng dâm ủ cho nên là nó cho nó lên tược như thế này nè. Để là cho cô chú mình thấy là con đã dâm ủ nó lên nó sống khỏe rồi, con đem con giao lưu nha. Thì bên con thì cái gì cũng vậy, có dâm đai dâm ủ cho nó đâm chồi này nọ, nó búp lên này nọ, con mới đem giao lưu cô chú mình nha cô chú. Yên tâm đi ha. Rồi con đo nhiều nhiều cái chỗ vị trí luôn nha, còn cái phôi này, cho dễ hình dung. Đây mình ở cái vị trí này á, mình nguyên cái bệt nó là nó 69 đó cô chú. Đây 69 là trên nha, ở dưới này á, thì nó được là 71 cô chú. Còn cái ngọn chính á, cái ngọn chính đây nha, cái ngọn chính á thì nó gom lên còn có 18 thôi. Chiều cao thì khiêm tốn thôi, chiều cao được 16 thôi. Cái này thích hợp cho mình ghép thôi cô chú. Nhưng dòng tứ quý này ghép khá là mạnh nha. Rồi thì mã số 15. Mã số 15 này con xin giao lưu với cô chú là giá 1,2 triệu luôn nha. Con bao ship con nghe cô chú. Bao ship toàn quốc cô chú ơi. Đây cái cụm này nó liền, cái bệt này nó liền nha. Chỗ nào không có đế hết nè, bệt liền. Mười sáu là một cây mai vàng của chú ơi. Cây mai này có củ đế khá là độc đáo của chú ơi. Đây phía này nè, chú nhìn phía này thì nó có hai chân trước ha, nó lộ bê một cái ức luôn ha. Phía này thì nó đang đưa cái mông ra trước cái ức xào cái mông. Khá là hay ha. Đây chi cành này nè, mình mua về cô chú mình chốt về ghép cũng được, mình cắt lùng xuống cũng được ha. Cái cây này nó cũng có nhiều cái cách chơi nha, theo cái quan điểm của con là thấy nhiều có nhiều cách chơi lắm á, lo nhiều chí đi ha. Mình eo ở đây thì được là 23 nè, đấy nới xuống đây thì nó được là 32, nới xuống đây nữa thì nó được là 59, chiều cao của cái phôi thì nó được là 83. Mình đo, con đo lộn thước rồi, lại chiều cao của cái phôi là nó được là 69 rồi cô chú ơi, 69. Cây mai vàng mã số 16 này con xin giao lưu với cô chú mình là giá 1,5 triệu. Giá 1,5 triệu, 1,5 triệu. Trời ơi cây này giá 1,5 triệu của cây này vô cô chú ơi, không còn đường nào để tả đâu. 1,5 triệu, 1,5 triệu con ba xếp cô chú ơi, giá 1,5 triệu. Rồi không còn đường để nói luôn cô chú ơi, không còn đường để nói luôn. Rồi tiếp tục cây cuối clip này là một cây sạp cô chú. Một cây sạp này thích hợp cho cô chú mình phối tiểu cảnh rồi đây nha, ôm đá rồi nha cô chú. Cây này nó có cái dáng nằm khá là quái ha. Cây này mình chơi đủ quái của chú ơi, còn tay cành thì nó khá là to rồi. Dây thì con đang điểm cái thực nhỏ này cho mình nha. Cây đang đâm chồi sống khỏe thì lá này lá già nó vàng thôi. Lá già nó vàng nó sẽ rụng thôi, còn cái này nó đang đâm chồi sống. Nó đâm chồi mới nha, đâm chồi mà sống khỏe. Đấy. Rồi đấy con đo cái cầu hoành nè, nhiều vị trí của chú mình dung lại thú rồi, lúc nào nó cũng khó đo. Cái hoành cái vị trí này nó 18 cm nha. Rồi. Nói nhìn cái đầu con thú á, đầu con thú được 19. Tán ngang thì được là 49. Chiều cao thì nó được là 42. Cái đây là một chân hai chân. Đây, chân trước chân sau đây cái đuôi ha. Rồi thì cây lộc rừng mã số mà 17 này con xin giao lưu với cô chú mình là giá 700 thôi, con bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi, giá 700 thôi. Cây sập ha. Cây sập, con xin lỗi, cây sập
Một cây sập này mình thích hợp cho mình phối tiểu cảnh nha. Giá 700 thôi, còn bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của Dạ, mình luôn cây tiếng sập nha. này cũng là cây cuối clip của con, thì cuối clip thì con cũng mà gửi lời cảm ơn cô chú dành thời gian xem clip ha, và có chi sơ sức mong cô chú thông cảm bỏ qua cho con tiếp tục ủng hộ nhà vườn con ạ. Cảm ơn cô chú rất là nhiều.